Dạ vâng, thưa bạn Thịnh này, xin được chào toàn thể các bác. Thì rất là vui lại gặp lại các bác trong một cái video ngày hôm nay. Thì bên shop lại tiếp tục về một cái lô thùng quay mật mới cho các mẫu thùng 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu và 6 cầu. Và có cả những cái mẫu hàng các bác đặt theo cái kích thước riêng. Thì hôm nay cũng vừa về, chúng tôi đang để ra đây và bây giờ sẽ cất vào kho. Đây là những cái thùng quay các bác có thể thấy ở đây. Còn một cái kho thùng, chúng tôi sẽ để vào một cái kho thùng ở bên này. Đây, chúng tôi đang kê vào phía bên này, các bác có thể thấy được với rất là nhiều những cái thùng quay ở đây. Là một đơn vị chuyên bán hàng cung cấp cho các bác tất cả những thứ vật tư về ngành nuôi ong. Thì chủ yếu tại sao là cái thời gian gần đây tôi chủ yếu là giới thiệu cho các bác về cái mẫu thùng quay mật ong. Bởi vì bây giờ đang chính thức vào cái bắt đầu vào cái mùa khai thác mật ong rồi.